Em trình bày cái bước làm bài này từ đầu theo cái cách làm của em nha. Rồi em bắt đầu đi, các bạn có thể xem cái bước mà bạn Tấn bạn làm lại này. Em sẽ bắt đầu như thế. Rồi trước tiên là em sẽ tạo một cái sketch. Rồi em vẽ một cái đường cong ở giữa theo cái R80 này. Góc quét của nó là 45 độ. Ngập 45 độ. Đây phải nè, đây đây chứ. Rồi để em vẽ cái đường cái đế này là cái có một cái hình hình tròn vi 90. Đây em sẽ chuyển camera qua vẽ cho dễ nhìn vi 90. Rồi sau sau đó là có cái đường bên ngoài, bên thân bên ngoài của cái lỗ của cái ống là nó sẽ là phi 40. Rồi cái trong cái lòng ống thì phi bên trong của nó sẽ là 30, giống như hình này nó chỉ thì phi 30. Rồi xong rồi nên là mình finish xong cái kép này. Sau đó em tạo cái mặt phẳng nghiêng 45 độ. Rồi, giờ xong. Kết thông cái hình.
bây giờ mình mới sử dụng cái lệnh là web along guide. Đây, mình sẽ chọn cái đường này, xong mình chọn đường cong 8 phi 80. Đây là nó sẽ ra được cái lỗ này luôn mà mình không cần phải làm hai lần, nó đã ra được cái lỗ. Xong rồi em mới dùng lệnh true. Đây, nhớ chọn hàng chồng nữa. Đây, theo như bản vẽ thì nó xuống 10, mình sẽ show xuống 10. Chọn view ngay, có điện còn rồi, apply thôi. Rồi, bên này cũng vậy, đây nó sẽ show ra 10, em cũng chọn cái này, đảo hướng. Xong rồi thầy. Rồi. Kéo cái Defender ở bên cái thư mục xuống đi. Tấn. Ở ngoài. Kéo nó xuống. Dạ. Nào, các bạn thấy cái bài làm của bạn Tấn được không? Chị mày có dẫn được không? Được rồi, nhưng mà đây là do cái phiên bản của bạn là có cái lệnh swap luôn cả trong với cả ngoài, nhưng cái của em là swap từng cái thôi. Đâu, Tấn nhấn cái lệnh swap của em lên à? Phiên bản của bạn phiên bản của bạn Tấn sử dụng ở đây là phiên bản X11 rất là lâu rồi. Đấy, chúng ta chú ý trong cái swap along guide ở đây thì trong cái phiên bản mới cũng có chứ không phải là không. Nhưng ở đây có cái rắc rối thì cái bản chất thì nó gần như nó cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà Tấn ở đây là bạn ấy lại mất công sử dụng một cái mặt phẳng nghiêng 45 độ nữa hả? À nghiêng 135 độ nữa hả? Đó. Thì lúc này hôm qua thì thầy hướng dẫn chúng ta thầy đâu có cần phải tạo ra mặt phẳng nghiêng 45 độ. Mà nếu như mà bạn Tấn mà bạn sử dụng trong cái lệnh swap này thì bạn có thể dùng, nếu như sử dụng cái cách ngày hôm qua của thầy ấy, thì cái lệnh swap ấy thì nó nằm ở trong cái tab surface trong ở dưới true cover đó, trong cái tab surface ấy Tấn. Đây thì nó nằm ở trong cái tab đấy bên kia xem. Luôn. Cái này cũng vậy. Ừ. Thấy bên này nó khác so với bên kia nên bên này thực chất là nó khác đi chút thôi chứ không có gì đâu. Yeah. Ok rồi, cảm ơn bạn Tấn rất là tốt. Như vậy là cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình rồi. Thế thì bây giờ mình quay trở lại với cái bài rồi. Tấn dừng chia sẻ cái bài của Tấn đi. Làm theo cái cách bài của Tấn cũng được, nhưng mà rắc rối ở chỗ này là Tấn phải thực hiện cái lệnh tạo ra mặt phẳng. Đúng không? Và có một cái nữa là bạn Tấn bạn không bắt đầu cái đường tròn phi 90 của cái cung nó nên bắt đầu từ gốc tọa độ nha Tấn. Bắt đầu từ gốc tọa độ, tại vì lúc này khi em vẽ cái cung là cung R 80 ấy thì em phải vẽ xa cái gốc tọa độ ra. Nếu mà em vẽ đặt cái đường, những cái đường tròn ở tại tâm gốc tọa độ thì nó hay hơn. Đúng không? Dạ. Chứ còn bài làm thì thầy cũng nhá là tốt, ok. Giờ bây giờ giải quyết đến cái bài của Tùng Lâm này.
Thì lát nữa thầy sẽ nói cái bài cái lệnh của bạn Tấn nằm ở đâu nha. Đây, thầy chia sẻ màn hình qua nhé. Được chưa? Chỗ này được chưa? Tùng Lâm. Được rồi thầy. Rồi, bây giờ chuyển cái thằng này sang trạng thái sư là surface nha. À xin lỗi, xin sang trạng thái là wireframe nha. Thầy hiển thị cái phác thảo này. Đây, như vậy có một đường cơ, như vậy có đường cơ và có đường dẫn này rồi đúng không Tùng Lâm? Dạ. Rồi. Bây giờ ở trong cái phiên bản mới thì trên vị trí của thằng này thực chất này ở trong này thì cái lệnh swap đó nó thì nó chuyển qua trong cái tab của bên surface nhé, tại vì nó có những cái biên đẳng thay đổi ấy thì nó nằm ở đây này, nó kết hợp nó nằm ở đây này, đây này thì dùng cái này này, được chưa? Được không Lâm? Rồi mình dùng cái này nhá. Rồi ở đây này, thứ nhất này, trong lệnh này ở đây này thì mình nhìn thấy này, thầy sẽ lựa chọn đường cơ này, select cơ này, được chưa? Thầy chọn cái đường cơ thứ nhất ở đây, mình chọn single cơ đúng không Lâm? Em mới làm được cái này đúng không? Và thứ hai này là đường dẫn này, là em tạo cái này đúng không? Đúng không Lâm? Đúng rồi. Rồi đây, connect cơ đúng không? À, đấy, thì em tạo được cái này đúng chưa? Được chưa? Rồi, mình nhấn apply này. Sau đó này, tiếp tục để nguyên trạng thái như thế này đúng không? Thầy sẽ lựa chọn cái đường cơ bên trong đúng không? Tương tự đường dẫn thứ hai thầy cũng tạo ra là đường dẫn này đúng không? Còn đích cơ là cũng là đường này đúng không? Được chưa Lâm? Được rồi. À, đây xin lỗi, đây. Quay trở lại cái này. Rồi, đường cơ ở dưới single cơ là chọn cái đường bên trong. Rồi thứ hai đường dẫn ở này là connector là đường này, được chưa? Rồi ok, được chưa? Rồi mình trở lại nhá. Thì nó ra như này đúng không? Đúng lắm. Dạ đúng rồi. Được chưa? Em ra được này chưa? Thì ra rồi nhưng em ra được rồi đúng không? Thì bây giờ này em phải sử dụng cái chức năng cộng hố trên vị trí như này này, như này này, được chưa? Đấy, vào đây. Sau đó này, cái select body là em chọn cái select body là cái này đúng không? Body là em chọn cái này để em cộng hố với cái ở ngoài trước đúng không? Được chưa? Đúng không? Rồi ở đây này hôm qua thầy có nói rằng mình chỉ vào cái vùng trống ở chỗ này này, mình kích chuột phải này, mình bỏ stem border này. Đó, thì ở đây lúc nãy lúc đầu nha thầy. Đây, Ctrl Z lại nha, thì chưa có cộng khối nha. Này. Đây là chưa có cộng khối này. Đây đúng không? Nếu làm ở đây đúng không? Được chưa? Thì cái này khi mà thầy kích vào stem order này, cái time stem order này thì chúng ta thấy nó có 3 cái khối đúng không? 3 cái solid đúng không? Được chưa Tùng Lâm? Ba khối này là ba khối riêng biệt, mình nó chưa được liên kết với nhau đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ này thì cộng khối này để đến cái dao unite này, chọn cái này sẽ là body, là chọn vị trí thằng này đúng không? Đây quay trở lại để chọn vị trí của thằng này và cái tool body là thầy chọn này để cộng khối lại. Like, okay. Được chưa? Như vậy cái này biến thành hai khối đúng không? Mất đi một khối đúng không? Tiếp tục này, thầy sử dụng cái subject này.
bây giờ khối này với khối này bên đây là phải trừ khối đúng không, thì nó mới ra được lỗ đúng không, đúng chưa? Rồi thì chọn cái này đúng không, và cái tool body này, cái tool body phải chọn này được chưa, thì có phải đây là trừ khối không? À, đấy nha, để chúng ta chú ý cái chỗ này, còn cái bước ở trên này thì mình thực hiện được không? Chưa, được rồi, được rồi. Đó, thì ở đây là cái bạn tấn, bạn khắc phục là bạn đưa cái này về cái góc độ giống của thầy ấy thì nó sẽ perfect hơn này, không? Ở đây chứ không không phải đặt cái ở đây để tạo ra một mặt nghiêng 45 độ rồi tạo này giả làm gì cho nó mất thời gian ra, đúng không? Trong 2D sketch thầy tạo ra luôn, được chưa? Và cái này nó chỉ còn lại một cái solid body này. Đấy, như vậy là từ ba cái body mình biến thành cái một body đúng không? Đó, mình quay trở lại kích chuột phải vào nha, kích vào cái stem, cái time stem order này, đó là trở lại cái bước của mình, được chưa? À, rồi vậy nha, còn hỏi gì nữa không? Được rồi thì em hỏi cái lỗ ở trong thôi. Rồi làm đi và cho thầy cái kết quả xem nó là bao nhiêu.